vf 9 vf9, vf9. À, cái chiếc xe này như hôm nay em sẽ chia sẻ với các về cái giải pháp âm thanh trên cái vf9 này thì em có giải pháp luôn rồi em trình à, bày với các bác luôn để, để các bác tiện theo dõi là cái uh, DSP của để, à, thì em mới có kiếm được cái 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 DSP này là nó phù hợp với cái xe này nhất là một cái xe toàn bộ cái xe này là bao gồm là rất là nhiều loa 14 cái tất cả mà một vào âm ly này là xong luôn cái này nó là âm ly liền DSP 16 kênh công suất 16 vào và 16 ra vâng ừ, đấy thì bây giờ thế này em đếm em về em đếm cho các bác nha à, và cái này à, em chia sẻ thêm một chút nữa về mặt kỹ thuật để các bác có thể là hiểu rõ hơn được cái cái chiếc xe của mình và anh em đồng nghiệp của em thì là có thêm cái, cái 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 nguồn để để dữ liệu để mình làm rồi mình làm cho Uh, làm là sao mà cho các bác có một cái bộ âm thanh ưng ý nhất để các bác nghe rồi đây em vào đây em mới quay vào đây thì ở đây đó, là em đang tính ở đây là con chép ở đây là loa mid bass và đây là loa mid đây là loa center như vậy thì hai tép à, hai mid là 4 mấy hai cái cánh là 6 ở đằng sau cũng vậy đằng sau là có đằng sau là có có cũng hai quay nhưng mà cái đằng có center là 10, 10 với lại là hai con surround là 13, một con sub là 14 loa tất cả. Nhưng nó cũng không có gì đặc biệt nhưng mà ở đây nó đặc biệt cái là bên hãng là họ đã trang bị rất xịn. Vâng, về công nghệ là rất xịn nhưng mà về chất âm thì em cũng không có bàn luận tới nhưng mà vì nó nếu mà các bạn đã hay rồi thì các bạn sẽ không phải nâng cấp. Nhưng mà về về công nghệ là toàn bộ những cái loa này là họ đi full tiếp hết, bên hãng VinFast là họ đi full tiếp hết. Full tiếp có nghĩa là sao? Thì bây giờ full tip có nghĩa là cái loa này là là nó nó chạy thẳng từ đê, âm ly ra luôn, nó không qua phân tần cũng chẳng có tụ luôn. Đấy. cái loa này cũng thế, nó chạy thẳng từ từ âm ly ra. Như vậy thì cái âm ly của zin của Vinfast ấy là nó rơi đâu đó là cũng full kênh luôn, cũng 14 kênh cả hai loa surround đằng sau. À, cái loa center cũng vậy. Thế chứ bây giờ là nếu như mà ở uh, các bác mà nâng cấp, các bác nâng cấp mà mình không không ví dụ như, như mình không để ý tới nó thì là nó không đủ kênh để mình kéo. Vâng. Không đủ kênh thì mình kéo cho 14 cái loa này Nhưng mà bây giờ mình nâng cấp Thì nó lại không được Mình sẽ không lấy được tín hiệu âm thanh từ cái, cái âm ly này ra Nghĩa là sao thì cái này là em chia sẻ thêm là Cái tín hiệu âm thanh nó không full lên Nghĩa là có tép này Là nó chỉ kêu ở cái giải cao thôi Nó không có phần lời à, Cái mid-bass này nó chỉ kêu ở cái mid-lời ở dưới Nó không có phần soup à, Và nó không có lời chung à, Chung nó nằm ở loa center Như vậy thì cái tín hiệu mà sau khi mình Mình lấy cái tín hiệu ra thì nó không full range mà không full range nó giống các bác cứ tưởng tượng như là nó giống như người đầu bếp ấy mà mình nấu ăn nhưng mà dữ liệu nó không có thì mình không làm được các cái món và như vậy mình lấy vào tín hiệu này mình thay bất kể âm ly này vào mà và khi tín hiệu nó không full range là nó không kêu đủ giải tần ví dụ lời ca tiếng hát nó thiếu một cái giọng nào đó nếu mà lấy cao thì thiếu chung lấy chung thì thiếu bát Vâng thế đấy là cái lý do mà các bác có nâng cấp đi chăng nữa và kể cả có thay thế cái loa zin này vào thay thế vào thì nó cũng không được ý đâu bởi vì cái âm ly của hãng là nó nó bị giới hạn âm ly của hãng nó bị giới hạn đấy, cho nên là mà thay âm ly thì coi như là mình phải, phải lấy tín hiệu ra cái âm ly là phải giữ nguyên một số chức năng của xe ấy, là nó, nó nằm điều khiển trên cái âm ly à, tích hợp trên đấy. đấy cho nên là mình phải giữ cái âm ly zin và nâng cấp lên cái âm ly này rồi tới đây là cái 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 câu chuyện mà mà tại sao đây là cái thương hiệu này là x là rất là mới và mới có thì em tư vấn cho bác chủ để bác chủ lên luôn cái này thì uh, bây giờ là mình vào đủ đường tín hiệu vào. Vâng, mình vào có sử cũng được, mình vào hai uh, level cũng được. Uh, full 16 kênh. Vào full 16 kênh luôn. Vâng. Mà ra là cả 16 kênh. Thì 16 kênh này thì nó có cái gì đặc biệt là nó chạy class ừm ABD. <laughs> Và nó hơi dài dòng một tí. Có nghĩa là từ 1 uh, từ kênh số 1 cho đến kênh số 10. Đấy thì là chạy AB. Và từ kênh số 10 uh, về sau trở về sau thì là chạy class d đấy, mục đích là họ để chia ví dụ như vậy thì cái hệ thống trong này à, là cái thiết kế của Kiệm ly nó như vậy và nó kéo được cả các súp luôn đấy là cái đặc biệt như vậy thì toàn bộ cái xe của bác các bác là chỉ nâng một em này là xong rất hay một giải pháp rất là gọn nhẹ cho những bác mà không thích cồng cành không thích gọi là, là là nâng cấp quá nhiều vị trí âm ly thì nó phù hợp cho các bác là khi mà nâng cấp mình nâng cấp một cách gọn nhẹ nhàng và và mình lắp vào cái loa vào vị trí zin đặc biệt là thay thế loa zin hết sau đó là mình đưa cái âm ly này vào thế là đủ cây vâng giải pháp em thấy rất là tuyệt vời và cái này nó cũng tuyệt vời nữa là cái tay khiển này nó không dây các bác không phải sợ đi dây lằng nhằng nhá có nghĩa là cái tay khiển này mình điều chỉnh nhạc này Nếu kết nối với cái này là không có dây thì mình để ở đâu cũng được mình để ngoài cũng được mình uh, cho người ngồi đằng sau mình điều khiển nhạc cũng được mà mình không phải gắn cố định còn nếu mình thích gắn cố định cũng được đây mình chọn một cái nơi nào đó mình mình dán nó vào hoặc là mình làm cái giá đỡ là cái điều khiển không dây rất là là, là tiện rồi uh, thêm một cái nữa là cái này nó chơi được cả usb và vâng. các bác có thể cắm cái usb vào đây chơi nhạc rồi vì sao vì là cái nguồn đầu phát nếu như mà ở trên cái màn ZIN của mình ý, mà nó có chất lượng nó không bằng ấy thì uh, sẽ dùng cái nguồn đầu phát này và nhiều xe nhiều đơn vị là 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 họ có thể dùng cái này làm cái nguồn độ phát chính luôn cũng được bởi vì nó nó chạy được những cái phai nhạc lốt led đó chất lượng mà khi mà cắm vào đây ấy, thì nó có cái rất là tiện lợi là tự các bo mạch người ta trong này họ trong này là tự các mạch giao tiếp với nhau dẫn đến là giảm thiểu các loại dây dợ 16 kênh này nếu mà tính cho tiền jav là cũng, cũng cũng, cũng căng đấy và mình đi dây xịn của tầm là là, là cũng căng đấy có căng tiền đó cho nên là mà cái này nó có thể đánh được âm ly súp nó có thể kéo được cả súp tuy nhiên thì nếu như mình muốn mà uy lực mạnh mẽ thì mình vẫn phải chơi một cái âm ly súp rời nếu như mà những con súp mà, mà, rất là mạnh đó những con súp rất là mạnh chứ còn là bây giờ mời các bác ra đằng sau để em xem là là cái ở đây em có hai cái cái một là cái 8 kênh cái này là 8 kênh X-Sau uh, x 8 kênh còn cái này là 16 kênh 16 kênh là gồm cả 16 kênh DSP và 16 kênh công suất luôn. À, cái cái kênh này ấy là mình hoàn toàn mình có gộp cái loa surround đằng sau. Cái loa surround là sao? Là nó không 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 kêu ra toàn giải đâu. Nó kêu cái hành động surround back hoặc là surround full thì có nghĩa là nó nó chỉ tê kêu một số cái tiếng động hoặc một số cái nó vọng nó tạo ra âm thanh vòm. Thì nếu như mà mình hiệu chỉnh theo cái chế độ xem phim chẳng hạn xe chẳng hạn thì mình sẽ phải gắn thêm loa nữa thì loa surround rồi là loa đằng trước loa center đó, thì mình nâng cấp lên là mình có thể là có cái dạp phim di động rồi thì em mời các bác rằng sau đây rằng sau cho anh cái tấm nắp vào đây đi em đây thì ở đây là em để một con super gl đây là cái dsp đây, đây là em để một cái sub gl gl này ở đây đó bình thường á là ở chỗ này nó có cái sub zin nhưng mà tuy nhiên cái chỗ này là 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 em sẽ không sử dụng mà em sử dụng một cái súp này thì sau đó mình đóng bằng mặt và thay cái tấm mặt trên này kia cậu kia cậu đang bọc thì lát nữa em vào thì con cái DSP nó sẽ để đây để đây là vừa luôn đó để vào trong này là vừa thế thì cái DSP này nó kết nối từ đây sang và kết nối từ từ cái âm ly này sang à, vào tín hiệu vào đây sau đó là mình xào nấu mình xào nấu mình làm món ở trên này thì là là mình sẽ có đầy đủ tất cả các loa vâng thì gồm em sẽ được cái xe này là nâng cấp hết toàn bộ loa rồi đấy thì bây giờ em sẽ thi công cái này và hiệu chỉnh uh, các cái chế độ nghe nhạc cho các chủ xe và cảm ơn các bác đã theo dõi clip và hẹn các bác trong những clip tới về đây uh, về Vinfast và về, về tất cả những cái xe khác hệ thống âm thanh tiếp theo và cảm ơn các bác em là Kim Cao điêu.